Hi, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Như cái tiêu đề thì ngày hôm nay mình sẽ review channel hoa mới ra mắt của nhà Jean-Paul Gaultier, đó chính là Limmel Perfume. Đây. Đó. Thì channel hoa này mình được bạn Hoàng Tuấn cho mượn. Bạn Hoàng Tuấn thì cũng có bán nước hoa và cũng có chơi với mình. Thì bạn ấy bảo là ông ơi ông review con này đi, thấy bảo ngon lắm. Và chúng ta hãy cùng nhau xem là channel hoa này nó có ngon hay không, và nó có khác gì so với những cái đàn anh đi trước, và liệu nó có thể thay thế được những đàn anh đi trước hay không. Thì hãy cùng nhau bắt đầu nhá. Đầu tiên ta xem về ngoại hình thì nó vẫn là hộp như này thôi. Chai này là 200ml. Nó vẫn là một cái hộp màu đen, và các bạn hãy nhớ rằng là các bạn hãy nhấc lên như này chứ đừng mang cái mở ra để mở ở đây. Và chai này nó là thiết kế toàn bộ là màu đen, chứ nó không như là Ultramil là màu xanh, còn đây là màu đen này. Hai ngày này trông lực lưỡng hơn. Về phần mùi hương của Limmel Perfume này thì nó mang đến cho mình khá là nhiều điều bất ngờ và quen thuộc. Đó. Nên là nói thế các bạn là có thể hiểu đúng không? Khi bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ nhận thấy ngay cái vai của nhà Jean-Paul Gaultier này. Cái vai đó nó có phần đến từ chai nước hoa Limmel này, đến từ cái phiên bản đầu tiên này. Cái nốt hương hoa lavender hay còn gọi là hoa oải hương rất là quen thuộc, nhưng mà ở đây. Và một lúc sau thì các bạn lại thấy rằng là cái nốt lavender nó biến mất, nó lại xuất hiện một cái nốt cực kỳ quen thuộc mà lại rất là mới mẻ ở trong cái dòng của bộ sưu tập của nhà Jean-Paul Gaultier này, đó chính là nốt hương hoa diên vĩ. Cái nốt hương hoa diên vĩ thì nó lại đến từ chai nước hoa này, đó là Dior Homme Intense. Và nếu như để so hai cái nốt hương hoa diên vĩ thì ở Dior Homme Intense cái nốt hương hoa diên vĩ nó có phần dày hơn, có phần tối hơn, còn ở Limmel này, Limmel Perfume này thì nó có phần sáng và nó không dày bằng. Đó, và khoảng 15 đến 20 phút sau khi các bạn xịt cái mùi hương của Limmel Perfume này ra thì các bạn sẽ nhận thấy được một cái vai gia vị cùng với oải hương. Oải hương ở đây nó khác với oải hương của Limmel. Khi mà oải hương của Limmel mình cảm giác nó bị làm hơi bị quá đà, hơi bị phấn quá, và cảm giác ngửi nó có phần gì đó khá là kiểu hơi đĩ đưỡi. Đó. Còn ở Limmel Perfume này thì nó đã được chỉnh lại, nó đã được có giới hạn. Và về sau thì mùi hương này nó có phần khá là cay và ấm. Nhưng mà qua xem những cái nốt hương ở trên trang chủ của nhà Jean-Paul Gaultier công bố thì chúng ta không thấy những cái nốt gia vị ở đây. Có lẽ rằng là họ sẽ giữ lại một cái vai rất là quen thuộc. Và về sau thì chai nước hoa Limmel Perfume này nó bắt đầu xuất hiện vani. Nó bắt đầu giống với chai Ultramil ở đây. Đó. Nên là cái việc mà nhiều người bảo là nó là phiên bản lai giữa Limmel và Ultramil thì mình thấy rằng cũng khá là ok. Nhưng mà ở chai nước hoa Ultramil này thì cái nốt gia vị nó làm rất là rõ ràng. Còn ở đây, ở Limmel Perfume thì nó lại được điều chỉnh xuống khi mà vani ở đây các bạn đã nhận thấy rất rõ. Vani và gia vị được cân bằng với nhau, nó làm cho mùi hương có phần dễ ngửi và dễ chịu hơn. Càng về sau thì mình càng nhận thấy rõ vani. Đó, nên là mình nghĩ rằng là đây là một cái phiên bản điều chỉnh rất là ok của nhà Jean-Paul Gaultier này, là một cái flanker rất là tốt, sẽ bán chạy trong một thời gian tới. Về cái độ bám tỏa của Limmel Perfume này thì phải nói rằng là nó bám và nó tỏa hương khá là tốt trên da mình. Khi mà nó lưu ở trên da mình khoảng tầm hơn 8 tiếng. Mặc dù đây là mình vừa tắm xong rồi mà mình vẫn còn thấy thoang thoảng ở trên tay. Và cái độ tỏa hương vào kiểu mình đi để tay nhảy, mình để tay nhảy thôi nhá, mình vẫn còn ngửi thấy, thi thoảng vẫn ngửi thấy. Thì cái độ bám tỏa của Limmel Perfume này nó rất là tốt. Và về cái giá tiền của em nó thì hiện nay thì như trên thị trường còn tầm 2 triệu đồng cho cái phiên bản 125ml, còn phiên bản 200ml này như đắt hơn. Vậy thì với 3 phiên bản Limmel, rồi Ultramil và Limmel Perfume này thì chúng ta nên lựa chọn phiên bản nào? Thì mình sẽ nói ra những cái quan điểm của mình về từng em. Với Limmel thì mình nghĩ rằng là về cái độ bám tỏa của Limmel càng ngày càng kém đi, và mùi hương nó đã bị lỗi thời. Còn với Ultramil thì nó vẫn được coi là một trong những cái chai nước hoa gọi là ông vua ba sản vì cái độ bám tỏa khá là tốt. Nhưng mà gần đây, những cái phiên bản gần đây mình thấy rằng là khá nhiều bạn than rằng là nó lưu hương không tốt và nó tỏa chỉ ở mức trung bình, nó không bằng những cái phiên bản trước nữa. Có lẽ rằng là đó là một cái chiến thuật của cái nhà nước hoa trong Jean-Paul Gaultier này, khi mà họ đẩy sản phẩm mới thì họ cũng sẽ hạ chất lượng. Đây là cái quan điểm của mình nhá, là họ sẽ hạ chất lượng của những cái phiên bản cũ xuống để
bán được chạy hơn những cái phiên bản mới. Và với mùi hương của Ultra Male ấy, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp để cho các bạn đi date đục, và nó có phần gì đó khá là trẻ. Còn nếu như chúng ta xét về Lee Male Perfume này thì nó là một cái phiên bản có phần làm chững chạc hơn, làm trưởng thành hơn, blend mùi tốt hơn, nịnh mũi hơn, và quan trọng là độ bám quả của nó rất là tốt. Nên là em này thì chúng ta có thể sử dụng vào việc là xịt hàng ngày vào mùa đông, chứ không nhất thiết là phải đi date đủ các thứ. Tại vì cái vai vani ở đây nó đã được điều chỉnh rất là cân bằng với gia vị, nên là em này nó khá là nịnh mũi, chứ nó không thực sự là nó không khó chịu như là ở Ultra Male. Khi mà Ultra Male mình có cho bạn Jolin ngửi, bạn Jolin không thích, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu như cho Jolin ngửi cái bản Lee Male Perfume này thì có lẽ rằng là bạn Jolin cũng sẽ thay đổi quan điểm. Tại vì với mình cảm thấy rằng là với Lee Male Perfume này nó gần như là nó là phiên bản cải thiện rất là tốt, và các bạn nó sẽ dành cho những các bạn có tầm tuổi trung trung hơn một chút, trưởng thành hơn. Và nếu như bạn đã sở hữu Ultra Male rồi hay là sở hữu Lee Male rồi thì mình nghĩ rằng là cái việc bạn lựa chọn mua thêm Lee Male Perfume nó là chưa cần thiết. Tại vì ở Lee Male Perfume nó vẫn vang cái vai của hai chai nước hoa này, nên là nếu như bạn đã sở hữu một trong hai chai, bạn thích một trong hai chai rồi, hoặc là bạn đang có cả hai chai rồi, thì bạn không nhất thiết phải mua Lee Male Perfume làm gì cả. Trừ khi là bạn là một fan hoặc là bạn muốn cải thiện hơn về độ bám tỏa thì có thể mua em nó. Còn nếu như là bạn sử dụng nó là một cái chai nước hoa để thay đổi đổi gió thì mình nghĩ rằng là cái việc mua Lee Male Perfume này là không cần thiết. Còn nếu như bạn đang lăn tăn giữa ba cái mùi hương này thì mình vote và mình rất đánh giá cao Lee Male Perfume là cái phiên bản mà các bạn có thể sắm được, và nó có thể đa dụng hơn với Ultra Male hay là với Lee Male, mà nó cũng có phần nam tính và vẫn quyến rũ sexy như cái tên gọi là ông vua ba sản. Mà ông vua ba sản này thì chắc là ông vua đi bắp rượu rồi, chứ không phải ông vua đi quẩy nữa. Đó là cái cảm nhận cá nhân của mình về chai nước hoa Lee Male Perfume mới ra mắt của nhà Jean Paul Gaultier này. Không biết là các bạn nào đã sở hữu chai nước hoa này chưa thì hãy bình luận ở bên dưới, và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại, bye bye.